thắng ấy, nó khó khăn gì đâu. Là vì chúng ta mới ở ba cùng thôi, chúng ta chưa đẩy đến kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng giải là kiến là sự hiểu biết, cái thấy, cái biết ấy. Thì cái sự hiểu biết nó phải đồng điệu và nó cùng lý giải với nhau. Tức là về mặt kiến thức, về mặt trình độ, chúng ta phải nâng tầm cho nó khớp nhau. Cái thấy, cái biết chính là trình độ, chính là kiến thức, chính là quan điểm sống. Vậy cái quan điểm sống, cái sự hiểu của mình về công việc, về cuộc đời có trùng khớp với người bạn mình không? Thì đấy gọi là kiến hòa đồng giải. Vậy tôi đi nhậu với bạn này có một lần thôi, nhưng ngược lại bạn này đi nhậu với bạn này 20 lần lận. Nhưng sau một lần đi nhậu thì tôi lại ghé dù bạn này đi nhà sách, cũng là cùng, nhưng đi nhà sách, và tôi quan sát xem bạn này mua quyển sách gì. Sau đó tôi mua một quyển tương tự như vậy tôi đọc. 3 hôm sau tôi lại ghé nhà, tôi thảo luận quyển sách này với bạn này. Lập tức tôi hiểu cái cách bạn này đọc sách hiểu đến đâu. Và cái sự hiểu đó được trao đổi với nhau, nó gọi là kiến hòa đồng giải. Cái này nó quan trọng hơn 9 cuộc nhậu về sau. Cuộc nhậu ban đầu chỉ để kết thân thôi, ba cùng thôi. Lần thứ hai đi nhà sách, cái cùng cũng vừa kết thân, nhưng bắt đầu đẩy đến kiến hòa đồng giải. Vì sách tức là kiến thức rồi, kiến thức tức là hiểu biết rồi. Vậy tôi đẩy kiến thức vào anh, và tôi lấy kiến thức của anh ra tôi nạp vô tôi. Tôi xem thử tôi và anh có đồng điệu trong tư tưởng không, và ngồi cùng thảo luận. Và tôi biết tầm cậu này đến đâu khi đọc sách. Vậy nếu tôi chỉ đi như thế 3-4 bận là tôi biết ngay trình độ cậu này đến đâu. Nếu về đội ngũ thì cậu này nên làm việc gì tự nhiên tôi biết. Nên giao việc cao hay việc thấp là biết. Rất đơn giản, kiến hòa đồng giải quan trọng. Tức là thân hòa đồng trụ nó chính là cái phương tiện. Chính là chiếc xe hơi để chúng ta cùng nhau trên một chiếc xe thôi. Chứ nó chưa kết luận được là chúng ta thực sự hiểu nhau chưa. Kiến hòa đồng giải chính là cái game hiểu và thương, chính là cái phòng mát chúng ta phải ghi hết ra để rồi chúng ta hiểu nhau. Nhưng thằng kiến hòa đồng giải nó sâu hơn. Nó sâu hơn là tôi hiểu anh này mặt mạnh mặt yếu rồi, thì tôi phải làm sao phát huy được mặt mạnh và làm sao tôi vá được cái mặt yếu cho anh này. Thì có phải nâng tầm hiểu biết của nhau lên không? Và anh này cũng có trách nhiệm nâng tầm hiểu biết của tôi lên. Thì đấy là trách nhiệm của kiến hòa đồng giải. Thẳng thắn lý giải quan điểm, từ đó nâng tầm hiểu biết nhau lên. Nâng tầm. Chúng ta đến với nhau để nâng tầm nhau lên, chứ không phải chúng ta đến với nhau để nhậu. Không phải chúng ta đến với nhau để uống cà phê. Không phải vậy à. Nên nhậu hay uống cà phê hay ghé nhà thăm nhau, nó là cái cớ để thân nhau thôi. Nó là phương tiện thôi nhé. Rồi. Rồi, giới hòa đồng tu, mục số 5 màu đỏ. Giới là đạo đức, giới là quy định, giới là những cái lời hứa chúng ta tự thỏa thuận với nhau. Một người nam, một người nữ lấy nhau thì lời hứa đầu tiên là lời hứa chung thủy. Không chung thủy là vứt. Lời hứa thứ hai là lời hứa trách nhiệm. Sinh con ra phải có trách nhiệm với gia đình. Anh chung thủy rồi nhưng tiền bạc anh tiêu hoang thì không có trách nhiệm với gia đình. Anh phải biết mang về mà nuôi con, mà trông con. Thời gian anh đi lang bang lung tung, không có thời gian chăm sóc con là anh thiếu trách nhiệm. Nên bước một là chung thủy. Chung thủy chính là chữ trung thực, đúng không? Từ nãy nhớ trung thực và phục vụ không? Trung thực tức là mình phải thật với chính mình. Chung thủy là thật trong tình yêu. Trách nhiệm với gia đình chính là mình phải bỏ thời gian ra phục vụ gia đình mình. Một ngày có 24 giờ thôi, nhiều ông có tiền có bạc đi ăn chơi lung tung và quên gia đình mình là thiếu cái thời gian để phục vụ vợ con. Thì cái đó là thiếu trách nhiệm với gia đình. Nó cũng là cái chữ trách nhiệm, cái chữ trung thực với phục vụ thôi. Chứ phục vụ chúng ta đổi nó đi thành chữ sẻ chia đi à, không có sẻ chia với gia đình mình. Đó. Như vậy là trong gia đình các bạn cũng các yếu tố trung thực và sẻ chia, trung thực và phục vụ. Chúng ta biến tướng nó đi thành trung thủy và trách nhiệm với nhau. Thì lập tức gia đình đó có xu hướng trở thành tổ ấm rất nhanh. À, thì cái đó nó thuộc về giới hòa đồng tu. Những quy định về giới luật, những quy định về
về về lời hứa cam kết với nhau và hai người cùng ý thức gìn giữ thì gia đình nó bền vững. Trong doanh nghiệp thì cái giới hòa đồng tu là những quy định ngầm được viết ra hoặc không viết ra thì tùy. Được viết ra hay không viết ra thì tùy. Ví dụ trong cái hội trường này không được viết ra cái chữ cấm hút thuốc, không được viết ra. Nhưng rõ ràng các bạn vào đây đâu có hút thuốc đâu. Các bạn bước vào lớp học cũng không ghi cái chữ là không chửi thề, cấm chửi thề. Các bạn đâu có chửi thề đâu. Cũng đâu có ghi là vui lòng không trộm cắp, đâu ai trộm cắp đâu. Lớp này là ít nhá, cái lớp mà chánh kiến nó đầy hết cái hội trường này cũng chẳng có ai lấy ai cái gì. Hai ngày một đêm ở lại chẳng ai lấy ai cái gì. Vì chúng ta chỉ cần cam kết chữ trung thực thôi là đủ. Vậy đó chính là luật chơi chung đấy. Ở phương Tây nó có một quyển sách khá nổi tiếng, mỏng dính à, nó gọi là luật tôn vinh. Bản chất của luật tôn vinh là nó nói về giới hòa đồng tu. Nó nói về những quy định chung mà chúng ta tự đặt ra để cho tổ chức nó mạnh. À, tổ chức nó mạnh. Đó. Vậy nếu mà công việc cho cả nhóm giao cho là phải về nhà thực hiện bố thí với người thân của mình, thực hiện ái ngữ với người thân của mình, đệ nhị thân bắt đầu take care, lát nữa tối về 10 giờ đêm điện thoại nhắn tin hỏi, năng mới nhắn hỏi bản thư, chỉ thư, tặng quà và nói lời ái ngữ với người thân của mình chưa? Đó, chỉ thư im như tờ không trả lời, điện thoại tắt máy không thèm nghe. Tức là thiếu giới hòa đồng tu. Luật chơi chung mình đã đặt ra mà mình không tôn trọng nó. Thì cậu này phải biết là à, chị Thư đang phá vỡ luật chơi chung. Thì ngày mai đến làm việc phải ngồi tâm sự với chị ngày hôm qua có chuyện gì tìm hiểu để mình nâng đỡ họ. Nâng đỡ liên tục trong vòng một tháng mà chị vẫn không thay đổi thì loại chị ra khỏi cuộc chơi. Nhóm không giữ những người như thế. Vì anh đã bước vô nhóm chính cái quy định này để nhóm nó mạnh mà anh còn chống lại thì anh không nên vào nhóm, tốn thời gian của nhóm. Các bạn hình dung à, tức là chúng ta kết hợp cái lục hòa với đệ nhị thân. Còn bản thân thằng lục hòa này này, là nếu thư có vấn đề đó không phải mỗi bạn năng đâu, cả nhóm ngồi lại thảo luận, suy nghĩ ra cách gì giúp bạn này thay đổi quan điểm sống, thay đổi cái hành vi đó. Và cho bạn cái điều kiện để thay đổi trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng tùy. Thì lục hòa nó mạnh hơn là cả nhóm nó cùng thảo luận. Còn đệ nhị thân chỉ có một người thôi, cùng lắm là thêm team leader nữa thôi. Khẩu hòa vô tranh và ý hòa đồng duyệt tôi không nói đến, chỉ vì lý do đơn giản là kiến hòa đồng giải mà nó mạnh rồi thì khẩu hòa và ý hòa không quan trọng. Kiến hòa tức là tôi và cậu này chưa thông được quan điểm, không nâng tầm được hiểu biết cho nhau, thì ý kiến nó bắt đầu vênh nhau. Ý kiến vênh nhau thì khẩu nó mới tranh. Khẩu có tranh thì mình chặn nó lại bằng một quy định là khẩu hòa vô tranh. Rồi khẩu hòa vô tranh rồi, nhưng mà hai người ý khác nhau thì nhóm phải thảo luận. Thảo luận và nhóm phải bình chọn là ý của bạn này nên làm hay ý của tôi nên làm. Thế là bình chọn ra 4 người chọn bạn này, 1 người chọn tôi. Vậy là ý của bạn Năng sẽ được cả nhóm đồng thuận làm mà tôi phải thuận theo. Cái đó nó gọi là ý hòa đồng duyệt. Nên ý hòa đồng duyệt và khẩu hòa vô tranh không quan trọng bằng kiến hòa đồng giải. Nhưng kiến hòa đồng giải là cột chánh kiến, nó quan trọng lắm. Rồi sau các bạn có được cái 5 cái yếu tố thân hòa, kiến hòa, khẩu hòa, ý hòa và giới hòa rồi thì tự nhiên cuối tháng công việc nó thuận lợi hay nó khó khăn. Nếu mà các bạn thân hòa đồng trụ, anh em thân nhau rồi, kiến hòa đồng giải, anh em thông suốt, nâng tầm hiểu biết cho nhau, giới hòa đồng tu, anh em tự giác gìn giữ trách nhiệm chung, công việc chung, đốc thúc công việc chung, thì cuối tháng là kết quả tự nhiên nó tốt. Kết quả tốt thì lợi hòa đồng quân, quyền lợi chia cho anh em dễ hay khó? Dễ. Tự nhiên một người làm việc rất tốt, nhưng họ không gắn kết đội ngũ, họ chỉ làm việc cá nhân tốt thôi. Thân không có đồng trụ, mọi người 5 giờ quyết định ở lại đến 7 giờ để cùng nhau học, cùng nhau thảo luận một vấn đề gì đó. Tự
tức là thân hòa và kiến hòa, thì cậu đó cứ đi về, chuyện mày họp kệ tao, hết giờ tao đi về. Cuối tháng cậu lãnh lương, mà đòi lương cao thì về nguyên tắc các bạn mà là người khôn, các bạn nói em được 70% lương, 30% lương là xây dựng đội ngũ em không được nữa. Vì tất cả những cái buổi chúng ta phải ở lại để xây dựng đội ngũ em không làm. Em không làm thì lợi hòa không có đồng quân. Em chỉ được 70% cái phần năng lực cá nhân của em thôi. Đấy là mình khiêm tốn nhá. Còn tổ chức nào nó làm văn hóa mạnh nhá. Bạn nào mà chỉ làm việc cá nhân thôi, nó cho 40% thôi. Làm việc tập thể nó đánh giá cao hơn, nó cho 60%. Thì 10 đồng còn có 4 đồng thôi. Nó quất 2 tháng như vậy là bật ngửa ra đây. Một, nộp đơn nghỉ việc. Hai, buộc anh phải gia nhập đội ngũ. Không có khái niệm anh chui vô cái phòng ban mà anh như một cái ốc đảo sống riêng được. Đó. Nhà nên lợi hòa đồng quân là quả nha các anh chị. Thân hòa, kiến hòa và giới hòa là nhân. Các bạn tinh ý cái điều này, các bạn nói chuyện với nhân viên dễ lắm. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Sau khoảng 3 tháng đội đã vững mạnh thì buông được ra. Thân hòa là tạo sợi dây kết nối. Kiến hòa là nâng tầm hiểu biết cho nhau. Giới hòa là gìn giữ trách nhiệm chung, gìn giữ kỷ luật chung. Ngôn từ bây giờ chúng ta có thể dùng là ba cùng và nâng tầm và giữ luật chơi cũng được. Cái ngôn từ. Còn không các bạn dùng thân hòa, kiến hòa, giới hòa cũng được. Lợi hòa đồng quân là lãnh lương, là kết quả thôi. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.